Trước khi ông nội qua đời, ông đã để lại cho anh một khoản tiền gửi trị giá 1.020.000.000. Tuy nhiên, ông chưa kịp nói cho anh biết nơi ông đã giấu tiền thì ông đã rời khỏi thế giới này rồi. Vì vậy, anh quay trở về nhà và lục tung mọi ngóc ngách. Cuối cùng, anh chỉ tìm thấy một cái chậu rửa mặt cũ kỹ. Ông nội từng nói rằng đây là gia bảo của gia đình anh luôn bị bỏ quên trong căn hầm, không ai được chạm đến nó. Anh tùy ý đặt số tiền 17 triệu vào trong cái chậu đó. Nhưng không ai ngờ rằng trong lúc anh uống một ngụm nước, lúc này, số tiền 17 triệu đó đã biến thành 34 triệu. Vài phút sau, nó đã tăng lên hơn 3 tỷ 400 triệu. Anh ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu có thể sao chép vô hạn vậy thì há chẳng phải anh sẽ trở nên giàu có sao? Tuy nhiên, anh nhận ra rằng tất cả các tờ tiền này có cùng số seri. Nếu anh gửi chúng vào ngân hàng, anh chắc chắn sẽ bị bắt. Nhìn số tiền hơn 3 tỷ 400 triệu được sao chép biến thành giấy vụn, anh cảm thấy đau lòng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Hắc Hổ Ca gọi lớn từ bên ngoài, mau mở cửa ra cho tao, mày đã nợ tao bao nhiêu lâu rồi, mày không có ý định trả tiền à? Khi nghe thấy tiếng này, anh cảm thấy tâm lạnh một nửa. Anh đã từng mượn anh ta 34 triệu để mua điện thoại cho bạn gái của mình. Anh không ngờ sau một năm, khoản nợ lãi cao đã tăng lên đến mấy chục triệu. Anh nhìn qua lỗ mắt mèo và thấy có ba người đang đứng sau anh ta. Anh biết nếu hôm nay không trả tiền, anh sẽ không tránh khỏi một trận đòn đau. Khi anh mở cửa, Hắc Hổ đưa tay nắm lấy cổ của anh và nói, tên tiểu tử mày để tiền ở đâu rồi? Nếu hôm nay không trả lại 68 triệu, đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Anh bị nắm cổ nên không thể nói được. Anh lắp bắp nói, Hắc Hổ ca, không phải tôi mới chỉ nợ anh 54 triệu thôi sao? Hắc Hổ cười và nói, hôm nay bọn tao có 4 người, mỗi người đều muốn 34 triệu phí chạy việc, không quá đáng chứ? Anh lắc đầu và tìm trong túi chỉ còn 17 triệu. Cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Hắc Hổ trực tiếp tát vào mặt anh và nói, mày còn dám mặc cả với tao 3 ngày sao? Từ năm ngoái đến giờ đã 1 năm rồi, tao chẳng thấy mày đưa ra một đồng nào cả. Anh chỉ cảm thấy mặt mình đau đớn, che khuôn mặt lại và không dám nói gì. Nhưng trong giây tiếp theo, Hắc Hổ bất ngờ nhìn thấy đống tiền trên bàn như một đống núi nhỏ. Anh ta vặn cổ anh và nói, mày còn nói là mày không có tiền. Vậy cái này là cái gì? Lúc đó anh mới nhớ lại rằng anh vừa sao chép được 4 tỷ 35 triệu nhưng tất cả các tờ tiền đều có cùng số hiệu. Anh không thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, anh nghĩ lại nếu như đã không thể sử dụng số tiền đó, vậy thì đưa hết số tiền đó cho bọn họ cũng không sao. Anh vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Hắc Hổ và nói với vẻ lịch sự, Hắc Hổ ca, tôi chỉ đùa tí thôi. Bố tôi vừa bán căn nhà nên số tiền này là tiền từ việc bán nhà đó. Nhìn vào số tiền lớn đó, Hắc Hổ bắt đầu đỏ mắt. Anh ta đột nhiên thay đổi lời nói, hóa ra chuyện là như vậy à. Theo hợp đồng của chúng ta, mày đã quá hạn một ngày, vì vậy tao phải thu thêm 170 triệu phí thủ tục. Anh cười và nói, Hắc Hổ ca khách sáo quá. Trong suốt một năm qua, anh đã không ngừng chăm sóc tôi. Ngoài số vốn ban đầu, số tiền này tôi xem như là phí cảm ơn. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ xóa sổ nợ nần. Anh thấy thế nào? Hắc Hổ nhìn anh và nói, những gì mày nói đều là thật chứ? Trong lòng anh ta tự hỏi liệu người này có bị tát cho mất trí không? Anh gật đầu khẳng định, rồi cam đoan đều là thật. Cho dù tôi có 10 cái lá gan, tôi cũng không dám đùa giỡn với Hắc Hổ ca. Hắc Hổ suy nghĩ một lúc và thấy rằng điều đó là đúng. Hắc Hổ vui vẻ vỗ vai anh và nói, quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Nếu sau này tiểu tử cậu cần dùng tới tiền, hãy nói với anh. Anh sẽ cho cậu mượn với lãi suất thấp nhất. Sau đó, anh ta vui vẻ xé giấy nợ trước mặt anh. Anh lạnh lùng cười trong lòng và nghĩ, sau này tôi còn cần mượn tiền từ anh sao? Có cái chậu rửa mặt này, sau này ngân hàng cũng sẽ mượn tiền từ tôi đấy. Về phần Hắc Hổ, anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cảnh sát đến xử lý anh ta. Hắc Hổ vui mừng mang theo số tiền và cười vui vẻ. Trong lòng anh ta thật vui mừng như vừa vớ được mật vậy. Cuối cùng cũng gặp được một tên ngốc, tự mình dâng lên số tiền của gia đình cho mình. Đợi anh ta rời đi, anh ngay lập tức lấy bật lửa ra và đốt cháy toàn bộ giấy nợ đã xé thành mảnh. Tuy nhiên tiếp sau đó anh bắt đầu đau đầu rồi, nghĩ tới nghĩ lui anh cũng không biết nên sao chép cái gì. Liền sau đó, anh mở điện thoại di động và tìm kiếm thông tin về kim loại quý hiếm. Hiện nay, trên thế giới đã khai thác khoảng 160.000 tấn vàng. Nếu anh có một vài trăm ký, đâu có khác gì ném một viên hạt cát nhỏ vào biển lớn. Nói là làm, anh cầm theo 17 triệu và đến cửa hàng vàng. Ở đây có giấy phép hợp pháp và còn cung cấp dịch vụ thu mua vàng. Nhưng còn chưa đợi anh kịp nói gì,
nhân viên bán hàng ở quầy tiếp tân đã cản đường và nói, mau cút ra ngoài nhanh, đồ ở đây anh không mua nổi đâu. Anh liền có chút ngơ ngác, cửa hàng mở cửa ban ngày mà không làm kinh doanh sao? Ngay lập tức anh ngẩng đầu nhìn lên và bỗng dưng hiểu ra. Nhân viên bán hàng này thật không ngờ lại là bạn thân của nữ thần của anh. Nếu trước đây, anh chắc chắn đã quay đầu bỏ đi, nhưng bây giờ anh đã có chậu rửa mặt của riêng mình, anh không sợ gì cả. Nhưng ai ngờ Châu Dĩnh không cho anh cơ hội nói chuyện, cô ta ngay lập tức kéo anh ra khỏi cửa hàng. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên đi ra từ phía sau. Anh ta là chủ cửa hàng vàng này. Hôm nay anh ta đến để thanh toán công nợ và tình cờ chứng kiến hai người bọn anh đang ồn ào ở đây. Khi thấy điều này, Châu Dĩnh cảm thấy đã tìm được người có thể dựa vào. Cô ta trực tiếp nói với Dương Đại Đồng rằng đây là một tên ăn mày. Trước đây, vì thể diện anh ta đã mượn tiền với lãi suất cao để mua điện thoại cho bạn thân của tôi. Nhưng ai ngờ anh ta không trả được, cuối cùng người ta đã đến gây rối ở trường học. Chắc chắn tên này đến đây là để ăn cắp đồ của chúng ta. Đầu tiên là tên ăn mày, sau đó lại là tên trộm. Anh cũng lười phản bác lại. Thời điểm trước đây ở trường học, Châu Dĩnh đã không ngừng gây khó khăn cho anh. Tuy nhiên, Dương Đại Đồng không tùy ý như Châu Dĩnh. Vì dù sao các cửa hàng vàng đều có hệ thống giám sát, cướp tài sản không phải là việc dễ dàng, làm như vậy là tự tìm đến cái chết sao. Anh chỉ vào một thỏi vàng trong quầy hàng và nói với Dương Đại Đồng rằng anh muốn mua cái đó. Khi Châu Dĩnh nghe anh muốn mua thỏi vàng, cô ta không kìm được và bắt đầu chế nhạo. Khoản vay lãi suất cao đã trả hết chưa? Đây không phải sắt mà mấy đồng một ký đâu. Vàng tính theo gam đấy nhé. Anh nhíu mày và quay lại nhìn Dương Đại Đồng và hỏi, ông chủ, ông có làm kinh doanh không? Dương Đại Đồng cũng cảm thấy thái độ của Châu Dĩnh có vấn đề. Nếu tôi đến đây chỉ để làm loạn thì còn tốt. Nhưng nếu tôi đến đây mua hàng một cách nghiêm túc thì không phải là tự đập phá thương hiệu của chính mình sao? Còn chưa đợi chủ cửa hàng kịp nói gì, Châu Dĩnh ngay lập tức trực tiếp nói, anh mau cút đi đi, nể mặt là bạn học cũ tôi cũng không muốn làm cho anh quá khó xử. Khi cô ta cảm thấy nghẹt thở vì hành động của mình, anh trực tiếp lấy một bó tiền đặt lên quầy đồng thời nói rằng, cái thỏi vàng được khắc sẵn đó, tôi mua bằng tiền mặt. Khi tiền mặt văng lên bàn, Châu Dĩnh trở nên ngơ ngác. Trong nhóm lớp, không phải có ai đó chụp được hình anh ta đi nhặt rác sao? Làm sao anh ta có thể có nhiều tiền như vậy? Khi nghĩ đến điều này, cô ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Đồng thời, Dương Đại Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa nãy khi anh không nói gì và cũng không rời đi, anh ta nghĩ rằng anh là một khách hàng lớn giấu kín. Nhưng anh đặt tiền mặt lên quầy ông chủ cửa hàng mới thở phào nhẹ nhõm vì dù sao thì thỏi vàng này chỉ là một sản phẩm tài chính ông ta chỉ đặt trong quầy và không có hy vọng bán nó đi. Vì vậy, ông chủ ngay lập tức đến gần và nói rằng thỏi vàng 999 này chỉ có giá 1.390.000 một gam, vì vậy thỏi vàng 10 gam này tổng cộng 13.900.000. Anh cầm thỏi vàng trong tay cũng cảm thấy rất sướng, trực tiếp đưa ra 41 tờ tiền lớn và ném cho Dương Đại Đồng. Sau đó, anh nhận lấy hóa đơn và liếc mắt sang Châu Dĩnh đứng bên cạnh, không hề quan tâm đến cô ta. Châu Dĩnh cũng không coi anh là gì cả, đối với cô ta, anh chỉ là một kẻ tầm thường. Anh chấp nhận bị hạ mình để giữ thể diện và đã chấp nhận mua một thỏi vàng với giá cao. Anh dự định sau này sẽ bán nó đi. Tuy nhiên, khi anh đã cất thỏi vàng xong và tựa vào quầy hàng, anh nói với Dương Đại Đồng, nơi này của ông có dịch vụ thu mua lại phải không? Dương Đại Đồng nói, không sai, nhưng mà giá mua lại sẽ được tính dựa trên giá vàng ngày hôm đó trừ đi 34k. Người anh em cậu cũng có thể mang nó đến ngân hàng để thu hồi. Vàng tại cửa hàng của tôi đều được có giấy chứng nhận. Anh nhận ra rằng anh ta đã hiểu lầm ý định của anh. Vì vậy, anh lắc đầu và nói, tôi không định bán sản phẩm này, tôi chỉ muốn hỏi xem ông có nhận mua vàng hay không, trong tay tôi có một ít hàng. Trong mắt của một doanh nhân như Dương Đại Đồng, khái niệm có một số hàng và trọng lượng vàng thực tế là hai khái niệm khác nhau. Anh ta đột nhiên trở nên có hứng thú, tưởng rằng mình đã nhìn nhầm liền nhanh chóng nói, anh có bao nhiêu hàng vậy? Anh cười và nói, có mười mấy cân đấy. Vàng 999 là thứ dễ kiểm tra, tôi không thể định giá nó. Chỉ là không biết ông chủ Dương có đủ lòng dũng cảm để nhận hết hay không. Anh nói rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không coi mười mấy cân là gì. Nhưng Châu Dĩnh bên cạnh lại không thể kìm được cười to. Tên tiểu tử anh có phải bị cửa kẹp vào đầu rồi không? Anh có biết mười mấy cân vàng trị giá bao nhiêu tiền không? Có lẽ cả đời này anh cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nhỉ? Với vết xe đổ lần trước, Dương Đại Đồng ngay lập tức ngăn chặn Châu Dĩnh và nói, cô im miệng lại cho tôi. Ai dạy cô cách nói chuyện với khách hàng như vậy? Tuy nhiên, Châu Dĩnh tiếp tục nói, ông chủ, anh ta thật sự là kẻ nghèo hèn. Anh ta chỉ muốn tìm anh vui đùa mà thôi. Dương Đại Đồng nhìn thấy tình hình như vậy liền nhìn chằm chằm vào Châu Dĩnh, ra hiệu cho cô ta nhanh chóng im miệng đồng thời mắng cô ta.
Nếu không phải vì vẻ mặt hắc hổ giới thiệu cô, bây giờ tôi sẽ tống cổ cô ngay lập tức. Anh xua xua tay và biểu thị không sao cả. Tôi không muốn nảy sinh tranh cãi với những người thấp kém như vậy. Dương Đại Đồng nói, để anh chê cười rồi. Chúng ta vào văn phòng của tôi vừa uống trà vừa trò chuyện. Anh gật đầu đồng ý, vì dù sao chỉ cần vượt qua được cửa ải này, anh sẽ sở hữu hàng chục tỷ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.